đây là buổi lễ của chúng tôi cùng thần ngài chứ không làm là tốt, không quá chứng người một về đây quậy quá hả? Thôi không nói mà làm hoài hả? Không, anh Tấn đưa công lệnh đây, đạo công lệnh ngay ký. Địa phương làm gì? Tôi không đi làm trật tự nhà tôi ở, tôi không có vi phạm gì cả. Má anh sách nghĩa quá nhiều. Anh Tấn ơi, anh khuyên những cái người mà phá hoại tôi đó nên ăn năn lo sợ đi là vừa, nghe không? Chống Chúa là Đức Chúa Trời trừng trị. Con người không cần thể các anh, nhưng mà Chúa trừng trị, được chưa? Phá hoại khủng bố niềm tin của người ta là sao? Phát lên mạng ngay giờ này, anh Tư gọi ngay, phát lên mạng ngay giờ này, phát lên mạng ngay giờ này, phát ngay tức khắc, đưa lên YouTube liền bây giờ. Anh muốn kiểm tra phải có công vụ cho chính quyền chứ đâu phải xã hội đen. Tới đập nhà người ta nó tôi không biết. Tại sao? Ngay cái ông Phạm Ngạc Việt đó, tôi nói cho kênh biết, ăn nói bừa bãi, nó đây không phải là cơ sở tôn giáo. Tới tha hồ quậy phá hả? Đâu phải nhà nước công nhận nó mới là tôn giáo đâu. Hả? Tôn giáo là tự thân của người dân, không có làm gì vi phạm thôi, nhưng mà tới quậy phá hoài vậy. Người ta đang làm lễ mà đập cửa quá trời, mất thật sự. Chính quyền như vậy có đúng chưa? Lên lại tìm cái loa, lên lấy cái loa, phát loa nói cho dân biết đi. Lên lấy cái loa, lên loa cũng gắn á. Anh Tấn dẫn anh em đi về, đừng để mất lòng. Sai đã sai nhiều lắm rồi, nghe chưa? Chính quyền ở đây sai quá nhiều rồi. Hãy chấm dứt cái sự sai lầm của mình đi. Không có kiểm tra hết, đưa công lệnh. Kiểm tra đưa công lệnh đây. Đưa công lệnh của Viện Kiểm sát đây. Anh biết luật không? Đất nước có luật pháp, chứ không phải là có ý kiến chỉ đạo không. Chỉ đạo mà không đúng luật anh cũng được làm. Ở cắt cửa đi, ông cắt cửa đi. Anh em vợ cắt cửa đi. Hết giờ làm việc. Hết giờ làm việc, hỉ. Anh cắt cửa đi, anh cứ cắt đi. Anh thử cắt một lần đây là anh yên thân và đó thôi. Thấy tôi lòng thân là yên thân với gì? Không đâu. Cái việc mà cắt cửa nhà của dân nè, xâm hại tài sản công dân nè, đều bị truy tố, không sớm thì muộn. Thấy tôi lập thanh là tôi để cho các anh suy nghĩ, mà các anh cứ lắng tới quậy phá. Thấy chưa? Đi có cả xã hội đen làm gì? Hả? Dẫn chi đi xã hội đen? Hả? Dạ. Quê đừng cắt không gì nổi. Quê kêu cũng nhà không được đây. Không mở đâu chắc. Ông đang con mà mở cái gì? Không làm nhanh. Mày cắt cửa tao. Mở cửa ra đi. Mở cửa. Mày cái gì mày cắt?
cho sao đang cấp đây cắt nha, chính quyền cho sao đang cắt nha chưa. Rồi đánh đánh anh đánh anh đừng có giận. Đại nghị em mở cửa ra đi. Không. Đại nghị em mở cửa ra đi. Còn không chúng tôi cắt cửa. Không cho anh cắt. Anh đưa giấy tờ đây. Cửa tiền của tôi mua. Anh Tấn, tiền của tôi mua bao nhiêu cái cánh cửa có thợ sắt đàng hoàng. Chúng tôi đề nghị anh mở cửa ra để cho đồng bào. Mở làm gì? Nhà tôi bình thường, sinh hoạt bình thường, không vi phạm pháp luật. Được chưa? Anh đưa công lệnh lên anh Tấn. Chính quyền phải đưa công lệnh không nói miệng được. Anh cho sao đang tới, anh tôi nói đi. Khi nói thì thông đi, nó cho sao đang tới các cổng. Vâng. Này, này. Anh đâm vô đi, bán đi, lấy súng bắn nó vô đi, anh phải quan sát này, anh không được vào, 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 an
đừng việc cầm ăn.